Nhắc đến ẩm thực Hàn Quốc, người ta sẽ nghĩ ngay đến những món ăn với màu đỏ đậm đà và vị cay nồng đặc trưng. Bởi theo quan điểm của người Hàn, vị cay không chỉ có tác dụng tăng nhiệt độ cơ thể để thích nghi với thời tiết, mà còn là sức mạnh để đẩy lùi bệnh tật. Và nhân tố quan trọng làm nên vị cay đó chính là bộ đôi gia vị tương ớt gochujang và ớt bột. Hai loại gia vị cay này đã làm nên hương sắc của hầu hết món ăn Hàn Quốc. Chẳng hạn như cơm trộn bibimbap, để làm sốt cho món ăn này, đầu bếp sẽ hòa trộn tương gochujang với nước đường, tỏi và dầu mè. Xếp các loại rau củ theo hình vòng tròn, ở giữa thêm sốt, thịt bò xào và trứng ốp la. Đem cơm đi làm nóng trên nồi đá để khi ăn cơm vẫn giữ được nhiệt độ. Phần sốt làm từ gochujang sẽ kết dính tất cả các nguyên liệu với nhau, giúp yếu tố âm dương trong món cơm trở nên hài hòa và cân bằng.